Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm video để thử chế một chiếc kích sóng Wi-Fi với module Wi-Fi ESP8266. Đây chính là chiếc module ESP8266. Đấy. Thì cái module Wi-Fi này nó thường ứng dụng khá là nhiều trong cuộc sống. Ví dụ như là bật tắt bóng đèn hoặc là điều khiển bật tắt máy bơm hay là các thiết bị khác thông qua Wi-Fi. Thì để cho chiếc module này nó có thể kích được sóng Wi-Fi thì chúng ta cần nạp chương trình cho cái module này. Cái module này khi mua về thì bên trong không có một cái chương trình gì cả. Muốn hoạt động mà sử dụng để kích Wi-Fi thì các bạn phải nạp chương trình vào cho cái module này. Đấy. Ở đây có cái xốp chẳng qua người ta kẹp ở đây chẳng qua để cho nó khỏi hỏng những cái chân hoặc là bị gãy những cái chân này thôi. Đấy. Đây là những cái chân để cấp tín hiệu ra để điều khiển. Nhưng thì mình sẽ không sử dụng đến cái chân này, mình chỉ sử dụng đến cái module này thôi. Đấy. Thì ở đây nó có một con chip Wi-Fi. Đấy, lát nữa thì mình sẽ nạp chương trình vào cho cái module này. Nó sẽ biến thành cái kích Wi-Fi. Để nạp chương trình thì các bạn cần sử dụng một cái dây USB. Đây, có thể sử dụng dây sạc điện thoại. Sau đó là một đầu các bạn sẽ cắm vào cái module này. Và đầu còn lại các bạn sẽ cắm vào máy tính để nạp chương trình. Để nạp chương trình thì các bạn cần tải hai cái file này, một file phần mềm và một file mã code lập trình sẵn. Đấy. Thì hai cái file này mình sẽ để trong phần mô tả cho các bạn nào cần và tải về. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mở cái file này trước. Đây chính là file để nạp chương trình. Các bạn sẽ chọn ESP8266. Đấy, và cái giao diện nó ra như thế này. Thì các bạn sẽ chọn vào đây cái dòng đầu tiên. Đấy, các bạn sẽ chọn mã code. Ở đây mình để cái mã code ở chỗ màn hình desktop. Đây, nó có chữ code đây. Các bạn sẽ open và chọn cái mã code đầu tiên theo hình đó. Sau đó là các bạn sẽ bôi xanh cái mục bên này để kiểm tra. Tiếp theo các bạn sẽ chọn dòng thứ hai và cũng tiếp tục chọn mã code thứ hai. Đây chính là mã code này. Sau đó bôi xanh để kiểm tra. Ở đây nó có các thông số thì mình sẽ chọn là 80 Mbit. Đây, 80 MHz. Đó. Và các thông số này mình sẽ để mặc định. Sau khi ở đây mình sẽ chọn cổng kết nối. Hiện tại mình chưa cắm cái module Wi-Fi vào. Bây giờ mình sẽ cắm cái module Wi-Fi vào để cho nó nhận cổng kết nối. Đó. Sau khi đã cắm cái module Wi-Fi này vào rồi thì mình sẽ chọn cổng kết nối của nó. Đấy, nó sẽ nhận cổng kết nối. Đây là COM 13. Đấy, sau khi đã chọn cổng kết nối thì mình chỉ việc nhấn nút Start. Nút bắt đầu đấy. Đấy, và các bạn sẽ đợi chương trình nó nhận và nó sẽ nạp đầy cái vạch này là xong. Sau khi chương trình đã được nạp xong thì các bạn thoát hết những cái phần mềm nạp này ra ngoài. Ở đây nó có chữ finish tức là hoàn thành. Các bạn sẽ thoát hết cái phần mềm đi. Sau khi đã thoát hết chương trình xong, các bạn sẽ rút cái module này ra ngoài. Đây. Đó, các bạn sẽ rút ra. Sau đó là các bạn sẽ cắm lại để cấp nguồn điện cho cái module này hoạt động. Đấy. Cái này thì các bạn cắm vào đâu cũng được, cắm vào cục sạc điện thoại cũng được. Chỉ việc cấp nguồn điện cho nó hoạt động thôi. Sau đó là các bạn sẽ vào biểu tượng Wi-Fi. Đấy, các bạn sẽ thấy ở đây nó có cái biểu tượng là MyAP. Các bạn sẽ kết nối với cái Wi-Fi này. Đó, sau đó là các bạn sẽ vào cái phần trình duyệt. Và các bạn sẽ nhập địa chỉ IP 192.168.4.1.
Đó. Sau đó là các bạn nhấn nút Enter. Rồi các bạn chờ nó load một chút. Đấy, mình đã kết nối với cái địa chỉ này rồi. Mình sẽ nhấn nút load. Đây, tại cái mục đầu tiên này các bạn sẽ xóa hết đi để trắng. Đây, các bạn sẽ xóa hết đi. Các bạn sẽ đổi cái tên ở đây, ở cái mục thứ hai này, ở cái chữ AP setting, các bạn sẽ đổi hết cái tên này của bạn. Đây là cái mục các bạn có thể đổi thành cái tên wifi cần phát ra. Đấy. Chính là cái mục tên wifi cần phát ra, các bạn sẽ đổi thành cái tên yêu thích của các bạn. Ở đây mình sẽ đổi thành tên wifi của nó là tái chế độ. Đây, mình sẽ nhập vào tái chế độ. Đấy, password là mình sẽ để là 1 2 3 4 5 6 7 8 cho nó dễ. Các bạn để mục gì cũng được. Ở đây mình sẽ chọn WP2, chọn bảo mật. Đó. Sau khi đã đổi xong các bạn nhấn nút set. Rồi, các bạn chờ một chút cho nó khởi động lại. Sau khi nó đã khởi động lại xong, các bạn vào tìm wifi. Thì nó đã tạo ra một cái wifi giống như tên vừa rồi các bạn đổi đấy. Đấy, sau đó các bạn sẽ nhấn nút kết nối và chọn mật khẩu và các bạn nhập mật khẩu vào. Và các bạn nhấn nút OK để kết nối với cái wifi bạn vừa đổi tên. Đấy. Bây giờ là sẽ chọn tới cái mục STA setting này. Đây chính là cái kích sóng wifi. Các bạn sẽ chọn cái wifi của các bạn cần kích. Ở đây mình sẽ chọn cái wifi camera này. Là cái wifi mình cần kích lên. Đấy, mình sẽ đặt tên và mật khẩu chuẩn theo cái wifi này. Đây chính là cái wifi mà các bạn cần kích sóng lên. Đó. Mình sẽ nhập mật khẩu vào cho các bạn xem. Sau khi các bạn đã chọn xong, các bạn nhấn nút connect. Đấy. Các bạn lại chờ một chút để cho nó khởi động lại. Sau khi cái module này nó khởi động lại xong. Đây. Thì các bạn lại kết nối với cái module vừa rồi. Đây. Tái chế độ. Đó. Và kết nối. Như vậy là các bạn đã có thể là kết nối được internet rồi. Nó đã kích sóng của cái wifi kia lên rồi. Đó, mình sẽ loát thử cho các bạn xem. Đấy, bây giờ mình sẽ loát thử một số trang giống như là YouTube chẳng hạn. Đấy. Các bạn chờ một chút, mạng nhà mình nó hơi chậm một tẹo. Đó, vậy là nó đã loát được trang YouTube. Tức là nó đã được kích sóng wifi từ cái wifi kia lên rồi, hay gọi là nạp lại wifi. Bây giờ mình sẽ tìm cái kênh của mình. Đấy. Và mình kết nối cho các bạn xem. Đó, vậy là mình đã có thể loát được mạng. Đấy. Đây là cái vừa rồi mình kích lên này. Đó, vậy là mình đã có thể kết nối và kích được cái sóng wifi nên để cho nó phủ rộng hơn. Đấy. Cái này nó khá là đơn giản. Các bạn chỉ việc chăm chú một chút là các bạn có thể làm được. Đó. Nó cũng khá là tiện. Đây là kênh của mình. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Đấy. Các bạn nhấn vào cái biểu tượng đăng ký này này và các bạn nhấn nút đăng ký kênh. Sau đó là các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng chuông. Đấy, để có cái thông báo gì nó sẽ thông báo cho các bạn xem. Đây, sau khi đã hoàn thành xong thì mình sẽ cắm cái module này vào cục sạc điện thoại và mang đi để ở bất cứ nơi nào tại gia đình để kích cái sóng wifi của mình lên cho nó phủ rộng hơn. Đấy. Và mình sẽ lấy cái điện thoại mình test thử cho các bạn xem. Đây, kết nối trên điện thoại cũng giống như trên máy tính thôi. Đó. Đó, mình sẽ chọn vào cái wifi vừa rồi mình tạo ra đây. Đấy, sau đó mình sẽ nhập mật khẩu vào. Đấy.
Cái wifi này nó là cái wifi vừa mình vừa kích lên. Bây giờ mình sẽ mở YouTube cho các bạn xem. Nó sẽ load. Mạng nhà mình nó hơi chậm một chút thì các bạn thông cảm. Đấy. Nếu mà các bạn kích cái sóng wifi tại gia đình của các bạn mà cái sóng đấy có tốc độ truyền nhanh ý, thì cái mức độ lướt quét khá là nhanh. Đấy. Do cái mạng nhà mình nó hơi chậm một chút nên các bạn xem nó cảm tưởng nó hơi chậm. Đó. Đấy, với một cái module wifi ESP8266 mình có thể cài cái chương trình này vào cho nó để biến thành một cái kích sóng wifi giúp cho phủ rộng hơn trong gia đình. Đấy, các bạn nào thấy thích thì các bạn có thể là nạp chương trình cho cái module này và nghịch thử. Nó cũng khá là hay và thú vị. Ok. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy nhấn like và chia sẻ cho bạn bè. Đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.